Xin chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục chuyên đề tổng ôn tập chương 6. Thì trong nội dung tiết này chúng ta sẽ tập trung đi giải các bài tập của phần hiện tượng quang điện và mẫu nguyên tử Bohr. Các em lưu ý trong chương 5 là nói về tính chất sóng của ánh sáng. Trong chương 5 nhé, gọi nó là tính chất sóng của ánh sáng. Có những cái hiện tượng như là tán sắc, nhiễu xạ, giao thoa. Còn chương 6 là nói về tính chất lượng tử của ánh sáng, hay nói cách khác là tính chất hạt của ánh sáng. Thì tính chất hạt nó thể hiện qua các hiện tượng như là hiện tượng quang điện, hiện tượng ion hóa, hiện tượng đâm xuyên, khả năng đâm xuyên, hiện tượng phát quang, vân vân. Thông thường ánh sáng thể hiện hai tính chất sóng và tính hạt chất hạt. Những ánh sáng nào có bức sóng ngắn, những bức xạ nào có bức sóng ngắn như là tia gamma, tia x, tia tử ngoại thì tính chất hạt thể hiện mạnh hơn. Những bức xạ có bức sóng dài như là ánh sáng nhìn thấy, sóng vô tuyến và hồng ngoại thì nó thể hiện tính chất sóng mạnh hơn. Chúng ta bắt đầu nha. Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài tập luôn, bởi vì những tiết trước chúng ta đã ôn tập kỹ rồi. Chúng ta bắt đầu câu số 1. Năng lượng photon được tính công thức là epsilon bằng hf và bằng hc chia lambda. Vậy ta có công thức thứ nhất. Epsilon bằng hf hoặc bằng hc chia lambda. Câu số 2, giới hạn quang điện lambda 0 ấy thì nó phụ thuộc vào bản chất của kim loại. Thầy lấy ví dụ như là kim loại kém thì giới hạn quang điện lambda 0 bằng 0,35, kim loại đồng bằng 0,3, kim loại nhôm 0,36. Vậy mỗi một kim loại có một bức sóng giới hạn xác định. Mà giới hạn quang điện càng lớn, nghĩa là hiện tượng quang điện xảy ra càng dễ đối với kim loại đó. Câu số 3. Cường độ dòng quang điện bão hòa là nó tỷ lệ thuận với số electron nó bứt ra, mà số electron bứt ra nó lại tỷ lệ thuận với cái số photon chiếu tới. Thầy nhắc lại, trong hiện tượng quang điện đó là khi ánh sáng chiếu vào kim loại làm cho electron bay ra. Thế thì ánh sáng chiếu vào ấy thì số photon càng lớn thì electron bứt ra càng nhiều. Vậy nên đáp án của bài số 3 này đó là cường độ dòng quang điện sẽ tỷ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích. Cường độ dòng quang điện bão hòa tỷ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích. Đáp án là câu A. Câu số 4. Động năng ban đầu cực đại. Chúng ta lưu ý cái công thức của Einstein đó là epsilon bằng A cộng VKD. Epsilon đó là năng lượng của photon ánh sáng, còn A là công thoát của kim loại, còn VKD là động năng của electron bay ra. Câu hỏi đó là electron quang điện có động năng ban đầu cực đại khi năng lượng mà electron bị bứt ra nhỏ nhất. Năng lượng mà electron mất đi nhỏ nhất, năng lượng electron thu được lớn nhất. Photon có năng lượng lớn nhất. Công thoát electron có năng lượng nhỏ nhất. Vậy đáp án bài này là câu B các em nhé. Năng lượng của photon chiếu tới kim loại thì được dùng làm hai việc. Việc thứ nhất đó là cung cấp cho kim loại đó một công thoát để cho bẻ gãy cái liên kết của electron với tấm kim loại. Còn việc thứ hai đó là cung cấp cho electron một năng lượng dưới dạng động năng để nó bay đi. Nên đáp án là câu B.
Câu tiếp theo, câu số 5. Thuyết lượng tử ánh sáng là thuyết hạt nhé, lượng tử là thuyết hạt thì không thể giải thích được hiện tượng giao thoa. Đáp án là câu C, bởi vì giao thoa đó là nó nằm trong chương 5, đó là tính chất sóng rồi. Giao thoa là thể hiện tính chất sóng của ánh sáng. Câu số 6. Năng lượng của các photon ánh sáng đơn sắc chắc chắn là khác nhau rồi. Trong 7 dải màu từ đỏ đến tím thì màu tím có năng lượng lớn nhất, bởi vì bước sóng nó ngắn nhất. Nên đáp án bài này chúng ta sẽ chọn là câu D. Epsilon của tím lớn hơn màu lục, lớn hơn đỏ. Câu 7. Câu nào đúng? Epsilon bằng HF, vậy nghĩa là năng lượng photon tỷ lệ thuận với tần số và tỷ lệ nghịch với bước sóng. Đáp án ở đây là câu D, rất đơn giản, đó là ánh sáng được gọi được tạo bởi các hạt, gọi là photon nha các em. Câu số 8. Điều kiện để xảy ra quang điện đó là lambda của ánh sáng chiếu tới phải nhỏ hơn hoặc bằng lambda 0. Mà bây giờ giới hạn lambda 0 của kẽm là bằng 0,35, vậy chúng ta sẽ chọn cái bước sóng nào nhỏ hơn 0,35 thì đấy là xảy ra hiện tượng quang điện. Nên đáp án câu C. Câu số 9. Chiếu đồng thời hai bức xạ là 0,452 và 0,243 vào một tế bào quang điện. Giới hạn của tế bào quang điện này là lambda 0 nha em nhé. Vậy khi chiếu hai cái bức xạ lambda 1 và lambda 2 này thì lúc này cả hai bức sóng này đều xảy ra quang điện, nhưng ta sẽ tính theo cái nào mạnh nhất, chính là cái bức sóng nhỏ đây. Vậy các bạn tính theo lambda 2 nhé, bởi vì lambda 2 là nó nhỏ nên là hiện tượng nó sẽ ra mạnh hơn. Bây giờ ta tính vận tốc ban đầu cực đại thì chúng ta dùng công thức Einstein như sau này. Epsilon bằng A cộng VKD. Epsilon thì các bạn dùng công thức là HC chia lambda, lambda 2 nhé, bằng A là HC chia lambda 0 cộng với 1/2 MV bình. Thế thì chúng ta lấy hai cái đứa này chúng ta trừ đi nhau đã. Rồi sau đó các bạn nhân với 2 rồi các bạn chia cho M là nó sẽ ra V bình. Từ đấy ta bấm căn thì nó sẽ ra. Vậy máy sẽ chạy như sau này các bạn. Các bạn lấy 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25. Các bạn chia cho lambda là lambda 2 đấy là 0,243 nhân 10 mũ trừ 6. Rồi các bạn trừ đi 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25. Các bạn chia cho cái lambda 0 là bằng 0,5 nhân 10 mũ trừ 6. Là các bạn ra được cái epsilon trừ đi A đó. Rồi các bạn nhân với 2 chia cho khối lượng là 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 là sẽ ra V bình, rồi sau đó căn của số đó nó sẽ ra 961227. 961227, vậy đáp án là câu D nhé các em. Tiếp theo câu số 10. Các em lưu ý câu số 9 này là đây là chiếu đồng thời hai ánh sáng vào cái tấm kim loại đó, mà hai cái ánh sáng này nó đều xảy ra hiện tượng quang điện thì chúng ta sẽ tính theo cái bước sóng của ánh sáng nào nhỏ nhất. Bởi vì là bước sóng càng nhỏ thì hiện tượng quang điện xảy ra càng mạnh. Ta sẽ tính theo cái mạnh nhất đó. Câu số 10 thì rất là dễ rồi, chúng ta tính năng lượng của photon là epsilon bằng HC chia lambda thôi. Nhưng mà nó sẽ ra joule,
Mà bây giờ các bạn muốn đổi ra EV thì các bạn sẽ chia cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 cho anh nháp một lần, rồi sau đó chúng ta bấm một lượt thôi. Chứ ta không có nháp một công thức rồi tính ra một một số rồi nháp một công thức nữa tính ra số khác nữa, chúng ta không làm như vậy nhé các em nhé. 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25 các bạn chia cho 0,589, nhưng mà phải nhân 10 mũ trừ 6 nha em, micro là phải đổi ra, nó sẽ ra 3,37 nhân 10 mũ trừ 19, rồi các em chia cho một mà hoặc 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 thì nó sẽ ra EV là 2,1 EV, 2,1 EV, vậy đáp án là câu C nha em. Câu số 11, cho công thoát là A, chiếu lần lượt các bước sóng lambda 1, 2, 3 vào thì bức xạ nào gây ra quang điện? Muốn biết điều muốn bức sóng nào gây ra quang điện thì cho anh nhớ cái điều kiện là lambda nhỏ hơn hoặc bằng lambda 0. Vậy bây giờ các em đi tính lambda 0 thôi. Lambda 0 bằng HC chia A. 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25 chia cho A là 7,64 nhân 10 mũ trừ 19, nó sẽ ra 2,6 nhân 10 mũ trừ 7, là các em phải bấm shift in nha các em nha. Bấm shift in thì nó sẽ ra là 0,26 nhân 10 mũ trừ 6 thì các bạn để là micromet. Vậy trong ba cái bước sóng này thì có lambda 1, lambda 2 là thỏa mãn thôi. Nên đáp án là câu D, bởi vì nó là số bé hơn cái giới hạn quang điện này. Câu số 12. Câu nào sai khi nói về photon? Đáp án là câu B. Năng lượng của các photon ánh sáng đơn sắc khác nhau mà lại đều bằng nhau là sai rồi. Ví dụ như epsilon của ánh sáng đỏ nó sẽ nhỏ hơn epsilon của kem, vân vân vân, và nhỏ hơn epsilon của tím. Vậy là năng lượng của photon tím là lớn nhất. Nhưng mà trong một chùm sáng đơn sắc thì các photon của ánh sáng đó có năng lượng đều bằng nhau. Nhưng mà chùm sáng đơn sắc này và chùm sáng đơn sắc khác thì năng lượng sẽ khác nhau. Đáp số 12 câu sai là câu B. Cho tiếp câu số 13 này. Giới hạn quang điện. Giới hạn quang điện của chì sunfua là 0,46. Các em lưu ý 0,46 này là EV thì chắc đấy là công thoát đấy các bạn. Công thoát chứ không phải giới hạn quang điện đâu nha. Để quang trở bằng chì hoạt động được thì phải dùng bức xạ có bức sóng nhỏ hơn giá trị nào sau đây? Vậy các bạn A có A rồi thì các bạn kiếm được là lambda 0 nha, bằng HC chia A. Nhưng mà EV này là các em phải đổi ra đấy. Vậy các bạn bấm là 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25. Các bạn chia cho A là 0,46 nhân 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 nha. Trừ 19. Nó ra là 2,7 nhân 10 mũ trừ 6. Vậy là 2,7 micromet. Chúng ta sẽ chọn cái bước sóng nào nhỏ hơn số 2,7 này thì được. Vậy đáp án là câu D nhé các em. Để cái quang trở này hoạt động được ấy, thì ta phải có bức sóng lambda nhỏ hơn hoặc bằng lambda 0. Mà lambda 0 các bạn đã kiếm ra bằng 2,7 rồi. Nên đáp án là câu D. Đây là hiện tượng quang điện trong nha các em nha. Để hiện tượng quang điện trong nó sẽ dễ xảy ra hơn. Nó xảy ra của chất bán dẫn đấy. Và nó dễ nên ứng dụng của quang điện trong nhiều hơn, như là làm pin quang điện
pin năng lượng mặt trời là pin quang điện đấy, rồi là quang điện trở, rồi quang dẫn, rồi dùng cảm biến hồng ngoại ví dụ như ở trong siêu thị ấy, khi chúng ta bước vào đến cửa là cái cổng quang điện ấy, nó tự hoạt động ấy, rồi nó sẽ tự mở cái cửa đấy ra. Câu số 14, cho lambda không rồi thì sau đó tính công thoát. A bằng HC chia lambda không thì câu này nó dễ quá rồi, các bạn có thể tự tính là đáp án là A nhé. Không, câu số 15, cho công thoát của đồng là A bằng 4,57 EV, và lưu ý là phải nhân với 1,6 nhân m mũ trừ 19. Chiếu cái lambda vào một quả cầu đặt xa các vật khác thì quả cầu này sẽ tích điện đến một cái điện thế cực đại. Cái điện thế cực đại này nó cũng giống như là U hãm nha các em nha. Nhưng có điều là điện thế cực đại là nó là số dương, còn trong khi đó U hãm nó là số âm đấy. Chúng ta biết ở lớp 11 thì có 3 cách để làm cho một vật nhiễm điện, đó là cọ sát hay là tiếp xúc hay là hưởng ứng. Thì lên lớp 12 này chúng ta có một cái cách số 4 nữa, đó là chúng ta chiếu cái tia bức xạ năng lượng cao vào một cái vật bằng kim loại, ví dụ như là một cái quả cầu bằng đồng này mà chúng ta phơi ra ngoài nắng chẳng hạn, thì cái tia UV của mặt trời đấy nó chiếu vào cái tấm đồng này làm cho electron nó văng ra, thì cuối cùng sau một thời gian cái quả cầu bằng đồng này nó sẽ bị thiếu electron và nó nhiễm điện dương. Vậy khi một vật nhiễm điện thì nó sẽ có một cái điện thế là V nhé, chứ không phải là U nhé các em nhé. Điện thế cực đại tính giống như U hãm, nghĩa là ta có E nhân V max chính là bằng VKD, chính là bằng động năng. Mà động năng thì tính theo công thức Einstein, đó là ta dùng phép trừ là lấy epsilon trừ A. Epsilon là bằng HC chia lambda trừ đi A. Giờ các em tính cái vế phải này, rồi sau đó các em chia cho cái E này thì nó sẽ ra V max nha các em nha. Ta bỏ hết cái trung gian này, bỏ hết trung gian này đi. Giờ ta đi tính cái vế phải kia là HC chia lambda trừ A đây, nó bằng bao nhiêu đây, rồi sau đó các em chia cho E là sẽ ra V max. Vậy máy chạy như sau: 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25 chia cho lambda là 0,14 nhân 10 mũ trừ 6 nhé, tất cả đều đổi hết là ra cái HC cho lambda đấy trừ đi A này, 4,57 nhân 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 là nó ra 6,88 nhân 10 mũ trừ 19. Rồi các em chia cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, nó ra bằng 4,3. Vậy đáp án là câu A nhé các em. 4,3 điện thế cực đại là số dương. Hiệu điện thế hãm lại là số âm đấy. Hiệu điện thế hãm là nó xuất hiện ở trong cái tế bào quang điện đấy. Câu 16. Công suất của chùm sáng là P, nó sẽ tỷ lệ thuận với số photon phát ra trong một giây. Vậy là P sẽ bằng N nhân epsilon. N này là số photon nó phát ra trên một giây. Thì ta sẽ tính là bằng N nhân với HC là N nhân với HC chia lambda. Vậy chúng ta kiếm được N bằng P lambda chia HC. Vậy máy chạy này, P là bằng 10. P nhân lambda là 0,5 nhân 10 mũ trừ 6 chia cho HC là 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25, nó ra là 2,5 nhân 10 mũ 19. Đáp án câu B. Câu 17,
TX mềm, TX cứng, TX mềm là cái tên gọi của nó là do cái tính chất đâm xuyên của cái tia này. Thông thường những cái tia X cứng là nó có bước sóng ngắn thì đâm xuyên mạnh, còn tia X mềm thì đâm xuyên yếu hơn. Cái đó không sao cả, chúng ta lưu ý cái picomet này. Pico là 10^-12 nhé. Và ta dùng công thức là epsilon bằng hc chia lambda và nó là joule. Thì chúng ta đổi ra EV theo ý của đề bài đây. Vậy máy chạy như sau này. 1,9875 nhân 10^-25 chia cho lambda là 125 pico là phải nhân với 10^-12 nhé các em. Nó sẽ ra 1,59 nhân 10^-15 joule. Bây giờ mình đổi ra EV là ta chia ra 1,6 nhân 10^-19. Nó sẽ ra là 9937 EV. Thì các bạn làm tròn cái 9937 này, các bạn đổi thành 10.000 đi. Thành 10.000. 9.009 mà, thì các bạn lấy 10.000 nên là đáp án là câu D nhé các. Câu tiếp theo, câu số 18. Cho công thoát tính giới hạn quang điện của đồng. Nếu ai nhớ giới hạn quang điện của đồng là 0,3 rồi thì các bạn chọn luôn. Của kẽm là 0,35, của nhôm là 0,36. Đấy, còn bấm thì như sau: lambda 0 bằng hc chia cho a. Rồi nha, đáp án là câu B. Câu tiếp theo, câu 19. Chiếu ánh sáng lambda vào tấm nhôm có giới hạn quang điện là 0,36, hiện tượng quang điện không xảy ra. Không xảy ra khi chắc chắn là khi lambda nó sẽ lớn hơn. Nó sẽ lớn hơn lambda 0 là không xảy ra rồi. Và các bạn chọn những số này có số nào lớn hơn là tự chọn. Vậy đáp án là câu A. Tiếp theo, câu số 20. Cho công thoát là A. Chiếu vào một quả cầu cô lập. Cô lập nghĩa là quả cầu này nó không được tiếp xúc với vật nào đó. Chứ nếu mà nó tiếp xúc thì nó mà lỡ mà nó nhiễm điện thì điện nó cũng truyền đi hết. Nó sẽ không còn giữ lại nữa. Điện thế cực đại là 3 tính lambda. Vậy các bạn dùng thức là E nhân với V max là bằng động năng, mà động năng lại bằng epsilon trừ A. Vậy chúng ta sẽ tính được epsilon đã. Rồi giờ chúng ta làm chậm nhé. Các bạn tính được epsilon sẽ bằng EV max cộng A. Rồi ta sẽ bấm cái này. E nhân V max cộng A, E là 1,6 nhân 10^-19 nhân với V max là 3 cộng với A là 4,57 nhân với EV là 1,6 nhân 10^-19 là nó ra là 1,2 nhân 10^-18 nha các em. Phải ghi này cho các em biết nhé. 1,2 nhân 10^-18. Thế rồi ta dùng công thức là lambda thì bằng hc chia epsilon, nó ngược lại mà. Khi làm thì các em không cần phải ghi cái số liệu này ra đâu. Chúng ta bấm liên tiếp luôn. 1,9875 nhân 10^-25 các bạn chia cho ans đi, chia n đi. Nó sẽ là 1,6 nhân 10^-7. Vậy là 0,164. Đáp án câu C nhé em. Giới hạn quang điện của kẽm là lambda 0, 1. Công thoát của kẽm lớn hơn natri, nghĩa là A1
gấp 1,4 lần A2. Hỏi giới hạn quan điểm của natri là bao nhiêu? Các em thấy lambda 0 bằng HC chia A, vậy là lambda 0 với A là hai đứa này nó tỷ lệ nghịch với nhau. Nên là các bạn có thể suy ra đó là lambda 0,1 chia lambda 0,2 thì sẽ bằng A2 chia A1. Thế thì A2, A1 nó liên hệ với nhau theo cái này. Vậy thì các bạn dễ dàng tính được cái này là bằng 1 chia cho 1,4, đúng không? Vậy các bạn sẽ tính được lambda 0,2 giới hạn công thoát của kẽm lớn hơn natri. Kẽm là số 1, natri là số 2. Vậy các bạn bấm cái này thì sẽ ra thôi. Ra 0,36 nhân 1,4. Đáp số là 0,5. Đáp án câu D nhé các em. Giới hạn quan điện và công thoát nó tỷ lệ nghịch với nhau, nên là nếu như công thoát của kẽm lớn hơn 1,4 lần natri thì suy ra giới hạn quan điện của natri gấp 1,4 lần giới hạn quan điện của kẽm. Câu số 22. Cho công thoát lần lượt chiếu hai cái ánh sáng này, ba cái ánh sáng này. Hỏi bước sóng nào gây ra hiện tượng quang điện? Chúng ta cũng đi tính cái lambda 0 ra bằng HC chia A. Cái này nó ra là 3 chia cho 1,6. Nó ra bằng bao nhiêu? 0,187 vào 0,1875 micromet. Hỏi bước sóng nào gây ra được quang điện thì lambda 1 cũng được luôn à. Lambda 3 cũng được luôn. Vô tình cái lambda 1 này nó đúng bằng cái lambda 0 này thì vẫn được luôn nha các em. Vậy là cái số 1 và cái số 3. Tất nhiên cái số 3 thì nó sẽ xảy ra mạnh hơn bởi vì bước sóng nó bé. Tiếp theo câu số 23. Trong 10 giây số electron tới được anode là ngần này hạt. Đây là số electron. Hỏi cường độ dòng quang điện lúc là bằng bao nhiêu? Các em lưu ý là y cường độ dòng quang điện nó sẽ tỷ lệ thuận với số hạt electron nó đi qua một cái tiết diện nào đó trong 1 giây thôi nhé. Y bằng N nhân E. Y bằng N nhân E. Nhưng các em lưu ý N này là chỉ tính trong 1 giây thôi. Thế mà đây là 10 giây. Vậy các bạn sẽ lấy 3 nhân 10 mũ 16. Các bạn chia ra 10 đã. Rồi nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Như vậy. Chúng ta sẽ lấy là 3 nhân 10 mũ 16, rồi các em chia cho 10, rồi các em nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 nha. Nó sẽ ra là 4,8 nhân 10 mũ trừ 4. Vậy các bạn bấm shift in. Nó sẽ ra là 0,48 nhân 10 mũ trừ 3 ampere, mà trừ 3 là mili, nên đáp án là câu A nha các em. Nếu ai quên không chia 10 thì nó sẽ ra câu lại là ra câu B đấy, nó sẽ khác đi đó. Câu tiếp theo là câu số 24. Đề bài như vậy thì ta sẽ tính lambda 0 sẽ bằng HC là 19875, các bạn chia cho 4 chia cho 1,6. Cái số này nó là 31, 0,31. Đáp án D. Tiếp theo câu số 25. Cho A đi tính giới hạn quang điện thì cái này cũng dễ rồi.
đáp số là bằng 3,3 đáp câu C nhé em. Ta sang phần tiếp theo, phần câu 26 này. Bài này là nó biến đổi xíu thôi các em. Lambda bằng 0,5 hay nói khác là lambda bằng lambda 0 chia 2. Thì động năng bằng bao nhiêu? Các bạn là có công thức epsilon bằng a cộng với động năng, vậy chúng ta sẽ có này. Động năng các em dùng phép trừ đi sẽ bằng lấy epsilon trừ đi a bằng này. Riêng epsilon là bằng hc chia lambda. Còn a thì cứ để nguyên rồi nhé. Rồi giờ các em thay cái lambda này vào là hc chia cho lambda này, là các em sửa thành lambda 0 chia 2 trừ đi a. Vậy thì các em đưa cái số 2 lên trên này là thành 2hc chia lambda 0 trừ a. Mà riêng cái hc chia lambda 0 này là cái này đã bằng a rồi, nên là nó thành 2a trừ a. Vậy đáp số chỉ bằng 1a thôi, vậy nên đáp án là câu a nhé. Câu số 27, câu nào sai? Năng lượng photon là epsilon bằng hf, nên là chắc chắn sẽ tỷ lệ thuận với tần số rồi, nên là câu a là câu sai. Nó nói là năng lượng của photon ánh sáng là như nhau. Không đúng đâu. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau sẽ có một năng lượng photon khác nhau, và nó sẽ phụ thuộc vào tần số. Câu 28. Đề bài cho F rồi nha. Cho P rồi, vậy các em dùng tức là P bằng N nhân epsilon bằng N nè. Nhưng mà epsilon thì các bạn thay bằng HF cho nó lẹ này. Vậy các bạn bỏ cái trung gian này đi, vậy suy ra N sẽ bằng P chia HF nha. Rồi bấm này. P là 10W chia cho HF. Các bạn lưu ý H này là đề bài nó sẽ cho mình đấy, các bạn không sợ đâu. H là 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 nhé. Nhân với F là 5 nhân 10 mũ 14. Nó sẽ ra là 3 nhân 10 mũ 19. 3 nhân 10 mũ 19 đáp án câu này. 3,0188 đấy, là 3,02 ạ. Câu số 29 là dễ quá rồi. Epsilon bằng A cộng với kép D thì đáp án là câu B nhé các em. Epsilon bằng A cộng với kép D. Câu số 30. Một đèn laser. Đèn laser là cũng là một chùm ánh sáng thôi. Ánh sáng này nhìn thấy đấy. Ánh sáng này là nó có thể có màu đỏ hay là màu hồng ngọc hay màu vàng vân vân, hay màu xanh. Nó là một cái chùm sáng đơn sắc, có độ đơn sắc rất là cao. Công suất bước sóng, số photon phát ra trên một giây, P bằng N epsilon và bằng N nhân HC chia lambda. Vậy suy N sẽ bằng P lambda chia HC nhé. P lambda, P là 1 nhân với lambda là 0,7 nhân 10 mũ trừ 6 chia cho 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25. Đó sẽ là 3,5 nhân 10 mũ 18. Vậy đáp án câu A. Câu 31, công thoát là 12 eV. 12 eV, vậy các em dùng công thức là lambda 0 bằng hc chia a. 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25 chia cho a. A lúc này là 12 eV là nhân 1,6 nhân 10 mũ trừ 19.
Các bạn bấm Shift in một cái là ra bằng 0,1. Cái này nó bị sai cái gì? Có lẽ chắc là 2 EV đấy các em ạ. Thì thấy không có đáp án, các bạn là sửa đi thành công thoát của kim loại là 2 EV nhá. Chúng ta sửa là 2 EV cho mà. Sẽ có đáp án không? Có đáp án rồi. 0,62 micromet. Câu B nhé em. Chứ công thoát kim loại là 12 EV là lớn quá thì chắc không có kim loại nào như vậy đâu. Công thoát này lớn quá nghĩa là hiện tượng này rất khó xảy ra. Câu 32, chiếu vào cathode của tế bào quang điện. Cathode thực ra nó là cực âm đấy. Nói chung là khi chiếu ánh sáng vào cực âm thì hiện tượng quang điện nó dễ xảy ra hơn. Lý do là cực âm là nó thừa electron, thì electron nó bay ra nó dễ dàng hơn. Để tăng dòng điện bão hòa lên à, thì các em đã nhớ là y bão hòa nhé, tỷ lệ thuận với y của ánh sáng, tỷ lệ thuận với cường độ chùm sáng, nên đáp án là câu D, cường độ dòng quang điện bão hòa tỷ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích. Câu 33, cho công thoát 7,2 nhân m trừ 19 là joule rồi, là ta không đổi nha. Cho lambda rồi nha, thì động năng bằng bao nhiêu? Ta dùng công thức động năng dùng Einstein đấy là epsilon trừ a đấy. Epsilon thì các bạn thay bằng hc chia lambda. A có rồi, vậy giờ bấm thôi. 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25 này, chia cho lambda là 0,18 nhân 10 mũ trừ 6 này, là ra cái epsilon rồi. Giờ các em trừ đi a là 7,2 nhân 10 mũ trừ 19, đáp án là 3,8 nhân 10 mũ trừ 19. 3,8 nhân 10 mũ trừ 19 với câu A nhé. Các bạn cẩn thận nó bị chọn lộn đấy các bạn. Đáp số nó rất là sát nhau, rất là giống nhau. Câu số 34. Câu 34 là tăng cường độ chùm sáng lên thì đương nhiên là ánh sáng chiếu vào nhiều hơn thì electron bay ra, số electron bay ra nhiều thì cường độ sẽ lớn. Đáp án là câu D anh em. Tăng cường độ chùm sáng lên thì cường độ dòng điện sẽ tăng lên, số electron bay ra nhiều hơn. Câu số 35, đơn vị là nano là phải nhân với trừ 9 đấy các em nha. Cho công suất rồi, số photon phát ra trong 1 giây, ta có n thì bằng p lambda chia hc, cái này quen rồi nhé các em. P là 1,5 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với lambda là 662. 662,5 nhưng mà phải nhân 10 mũ trừ 9 nha. Chia cho HC là 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25. Nó sẽ là 5 nhân 10 mũ 14. Câu A. Cho bấm máy tính, bấm bằng hai tay cho nó nhanh ạ. Những số nào quen rồi thì các bạn có thể lưu cái số HC vào cũng được. Lưu cái EV vào cũng được. Câu số 36, khi nói về photon câu nào đúng? Photon tím nhỏ hơn đỏ là sai. Photon thì luôn chuyển động chứ không thể đứng im được. Đáp án ở câu D, tức là với mỗi chùm đơn sắc đấy,
tức là trong một chùm sáng đơn sắc, ví dụ như trong chùm đơn sắc màu đỏ chẳng hạn, thì các photon này đều là màu đỏ rồi, thì photon của các ánh sáng này đều có năng lượng epsilon như nhau. Trong mỗi chùm ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định thì photon đều mang năng lượng như nhau. Nhưng mà chùm ánh sáng đơn sắc này với chùm ánh sáng đơn sắc khác là năng lượng sẽ khác nhau đấy em. Câu 37. Nó cho lambda rồi, giờ đi tính năng lượng mà epsilon bằng hc chia lambda. Bài này đơn vị là joule rồi. 19875 chia cho 6625. Nó ra bằng 3 nhân 10 mũ trừ 19. Câu D nhé. Các bạn thấy nếu mà nhanh quá thì chúng ta có thể dừng hình lại rồi chúng ta làm trước đi, rồi chúng ta coi kiểm tra đáp án các em nhé. Các bạn có thể làm theo cái ý của mình, theo cách của mình, làm theo cách nào nhanh nhất, cho làm theo cái con đường nào đó mà chúng ta thấy quen nhất thì chúng ta làm. Câu 38. Giới hạn quang điện là lambda 0, công thoát A là bằng HC chia lambda 0, 19875 chia cho 0,75, đáp số là 2,65. Đó là câu A nhé em. Câu 39 cho lambda cho công thoát là 2 EV, công thoát là A bằng 2 EV, vậy tính U hám các em dùng có là E nhân U hám, E U hám này bằng epsilon bằng VKD đấy, là bằng epsilon trừ A đấy. Vậy bây giờ các bạn sẽ tính cái epsilon trừ A này, rồi sau đó các bạn chia cho E đi thì sẽ ra U hám nhé. Các bạn dùng tính cái vết phải là epsilon trừ A trước. Epsilon là 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25 chia cho lambda là 0,4 nhân 10 mũ trừ 6, là các bạn ra epsilon nhé. Trừ đi A là 2 nhân 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, là ra vế phải đấy rồi. Giờ các bạn chia cho E, E là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, nó ra là bằng 1,1. Nhưng các bạn lưu ý U hám nó là số âm nhé các bạn nha, trừ 1,1 V, và nó số bé lắm, nó chỉ có 1, 2, 3 V thôi, nhỏ lắm. Hiệu điện thế hám là cái hiệu điện thế để triệt tiêu được cái dòng điện quang điện đấy đi. Tất nhiên là vì sao ta phải triệt tiêu cái dòng quang điện, mục đích là chúng ta tạo ra dòng điện cơ mà. Nhưng ở đây các em lưu ý, người ta nghiên cứu cái cách để triệt tiêu cái dòng quang điện này để đánh giá xem là cái hiện tượng quang điện đấy nó mạnh hay nó yếu. Nếu U hám bằng âm 1,1 V thì hiện tượng quang điện như vậy. Nếu U hám bằng âm 5 V chẳng hạn thì suy ra cái hiện tượng quang điện sau này nó sẽ dữ dội hơn so với ban đầu. Câu số 40. Photon là không có khối lượng tĩnh nha em nha. Photon là cái hạt ánh sáng các bạn, cái hạt này chúng ta không có sờ được, không cầm nắm được và cũng không nhìn thấy luôn. Năng lượng thì rất bé mà nó không chịu đứng yên, nó luôn chuyển động, nó vượt không gian, vượt thời gian. Nghĩa là khi ánh sáng truyền đi đấy các bạn, nếu như không gặp một cái vật cản nào, ví dụ như chúng ta chiếu một tia sáng lên bầu trời, thì cái tia sáng đó nó đi mãi, có thể nó tồn tại 1 năm, 10 năm hay 100 năm, thậm chí có thể nó tồn tại 1 triệu năm. Có những ngôi sao nó đang lấp lánh trên bầu trời nhưng có thể hiện nay nó đã chết rồi. Lý do là 1 triệu năm trước ấy,
trước khi nó bị biến mất thì nó phát ra cái ánh sáng, và ánh sáng đấy cứ đi mãi đi hoài đến khi tới trái đất chúng ta, thì lúc đó nó đã chết từ lâu rồi. Thì đấy là một cái rất đặc biệt của ánh sáng nhé. Ánh sáng không có khối lượng, không giống như những viên đạn khi bay thì nó chà sát với không khí, nó giảm giảm dần, nó bị sức hút của trái đất, nó bị cong đường đi, nhưng mà ánh sáng thì hầu như không có điều này. Nó chỉ chịu một cái thế lực mà quá mạnh nó hút thôi, đó là hố đen nha các em. Chúng ta làm câu cuối cùng nha các em. Câu số 41, một tiết chúng ta sửa 41 câu là khá nhiều ạ. Chiếu tần số F1 thì động năng là 6,6 EV, chiếu F2 thì động năng là 8 EV, hỏi tần số F2 bằng bao nhiêu? Thì chúng ta dùng công thức Einstein này các bạn ạ. Einstein là các bạn là dùng công thức là HF1 đi bằng A cộng với động năng 1. Rồi HF2 bằng A chung nhé, cộng với động năng 2. Vậy rồi sau đó động năng 1, động năng 2 có rồi. Bây giờ các em dùng phép trừ đi em. Các bạn lấy trên trừ dưới hay dưới trừ trên được. Phải lấy dưới trừ trên bởi vì cái động năng dưới nó lớn mà. Phải lấy dưới trừ trên thì mất A đi thì đặt H ra ngoài. Bên trong là F2 trừ đi F1 bằng A mất đi động năng 2 là 8E trừ đi động năng 1 là 6,6 EV đấy. Vậy thì các bạn sẽ bấm cái vế phải này. Bấm vế phải này. Rồi các bạn chia cho cái H này. Thì nó sẽ ra hiệu cái F2 trừ F1. Và F1 thì biết rồi nha. Vậy ta sẽ làm như sau. Lấy 8 trừ đi 6,6 bằng này. Rồi nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 này. Bằng này. Là ta xong vế phải nha. Các bạn chia cho H là 6,625 nhân 10 mũ trừ 3 tơ nhé. Bằng này. Là các bạn sẽ ra cái F2 trừ F1. Bây giờ muốn tính F2 thì ta chuyển F1 sang thì ta cộng với thằng F1 là ra cái nha. Các bạn cộng với 2 nhân 10 mũ 15 nó là ra 2,338 2,34 2,34. Rồi đáp án câu C nha các em. Trên đây chúng ta đã giải nhanh nhé, trên cơ sở là chúng ta đã nắm rõ các cái công thức của cái bài hiện tượng quang điện rồi, thì chúng ta sẽ giải những phần này nó sẽ rất là nhanh. Các em lưu ý cái đơn vị là 1, cái hằng số là 2, hằng số HC đấy, hằng số EV đấy, thì chúng ta xử lý cái đó nhanh thì chúng ta sẽ làm nhanh được. Bài học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em học tốt.